Xin được trân trọng mến chào quý anh chị em và các bạn thân mến. Thời điểm hiện tại cũng đã là tháng 6 của năm 2023. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì Niềm cũng đã có nhận được những ý kiến của quý anh chị em khách hàng cũng như là những bạn bè, đồng nghiệp đã sử dụng mẫu xe Ford Everest. Và hôm nay thì Niềm xin mời quý anh chị em cùng Niềm ôn lại, đi đánh giá chi tiết lại mẫu Ford Everest 7 chỗ này. Và bên cạnh của Niềm đây là phiên bản Titanium cao cấp hai cầu màu đỏ cam, quý anh chị em cũng có thể gọi là màu đỏ, tại vì Everest màu đỏ thì chỉ có một màu thôi nha, không có cái màu đỏ nào khác hết đó. Nhiều anh chị em là đòi màu đỏ đô hay là màu đỏ tươi gì đó thì Niềm xin khẳng định và nhắc lại luôn là Everest là chỉ có một màu đỏ này thôi đó. Và đây đầu tiên thì Niềm sẽ giới thiệu cái chìa khóa của xe đi. Xe chìa khóa rất là thông minh đó, gồm có là lóc cửa nè, mở cửa nè, và có mở cốp sau nè. Bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó là thí dụ cái xe của chúng ta đang đậu ở ngoài trời, thời tiết nắng nóng, mình ngồi ở trong quán mình uống cà phê, bây giờ mình muốn bước lên xe mình đi thì cái nhiệt độ bên trong với bên ngoài nó sẽ khác nhau. Ở bên trong xe sẽ nóng hơn, bây giờ mình sẽ cho nhiệt độ bên trong bên ngoài cân bằng với nhau thì mình sẽ xả cửa xuống. Rồi đây cameraman quay cận ra đó cửa sổ trời luôn nha. Đó quý anh chị em lưu ý ha, là khi mà mình xả cửa xuống là bốn cái cửa kính này cùng lúc cửa sổ trời sẽ xả xuống luôn để lấy nhiệt độ ha, lấy không khí, lấy gió ở bên ngoài với bên trong cho nó cân bằng hài hòa với nhau để chúng ta bước vào bên trong xe nó không có bị sốc cái nền nhiệt. Rồi khi mà mình đã xả xuống rồi mà bây giờ vì lý do gì đó mình chưa đi, bây giờ không lẽ bước ra xe rồi phải vô bên trong mình đóng cửa lại nữa thì nó kỳ quá đi. Mình sẽ tiếp tục đóng cửa bằng chìa khóa thông minh. Đó, đóng là đóng luôn cửa sổ trời lại luôn nha. Đó, quý anh chị em có thể thấy là cửa sổ trời đóng lại luôn. Tức là xả bốn cửa xuống rồi đóng luôn, xả luôn cửa sổ trời. Khi mà đóng lại thì cũng vậy luôn. Chứ không lẽ đóng lại mà chỉ đóng bốn cửa sổ này không, rồi cửa sổ trời không đóng, lỡ trời mưa xuống thì nó dột tài le luôn quá. Rồi tiếp theo thì ở cái trong cái câu chuyện cái chìa khóa này thì Niềm cũng xin nhắc lại luôn là cái ứng dụng Forbath đề nổ từ xa bằng điện thoại thông minh đó, thì chúng ta sẽ sử dụng ở những trường hợp là cái khu vực đó, đủ sóng để cho xe điện thoại chúng ta là bắt được sóng. Còn nếu như mà quý anh chị em mà di chuyển ở những vùng hơi xa tí xíu, vùng gian ha, vùng đồng quê xa xôi hoặc là đồi núi, chúng ta đi phượt đó ở trong vùng rừng đồi núi hẻo lánh đó thì đương nhiên là sóng sẽ yếu hoặc là sóng sẽ không bắt không tới, thì cái xe của chúng ta sẽ không thể sử dụng đề nổ bằng cái Forbath, ứng dụng Forbath trên điện thoại thông minh. Khách hàng cũng có phản hồi là cái xe mình đang lưu thông mà người ở bên trong mở cửa ra được thì ở đây thì Niềm xin nói luôn là về thiết kế của Ford thì cái cửa là cái lẫy là nó chỉ có một khớp thôi ha, một khớp thôi đó, để thuận tiện cho cái việc mà chúng ta mở cửa. Còn nếu như mà quý anh chị em mà muốn người ở bên trong mà không có mở ra được luôn thì dễ thôi, đây nè có cái chìa khóa cơ, mình sẽ khóa luôn cái khóa trẻ em đây, mình ấn vô gì rút ra chìa khóa cơ. Rồi đây Niềm chỉ luôn nè, đây để mình mở cái khóa trung tâm ha, đây có cái khóa trẻ em nè nha, đây ngay vị trí này là có cái hình biểu tượng trẻ em nè, đây quay cameraman quay ngay đây đó, cái biểu tượng hình trẻ em nè, cái ổ khóa nè, rồi cái mũi tên chỉ lên nè, đây ngay cái vị trí này nè, cái vị trí mà trắng này nè đó, mình cho cái chìa khóa cơ vô đây, mình xoay theo cái chiều kim đồng hồ ha, chiều kim đồng hồ là mình khóa lại ha. Hàng ghế bên tài
là mình dặn theo chiều kim đồng hồ, còn hàng ghế bên phụ là mình dặn theo cái chiều kim ngược lại. Thì khi mà mình khóa cái khóa trẻ em này lại á, thì người ở bên trong sẽ không mở cửa ra được luôn. Tại vì phòng ngừa cái trường hợp mà trẻ em khi mà xe mình đang lưu thông hay là mình dừng lại ở dọc đường có cái việc gì đó gấp đó, đó thì trẻ em mà mở ra thì xe người đi đường nữa, xe cộ đó rất là nguy hiểm. Đó. Thì trường hợp mà bây giờ thí dụ như bây giờ mình đi mình ngồi ở bên trong mà bây giờ mình muốn mở ra thì phải làm sao? Đó. Khi mà mình đã khóa cái khóa trẻ em rồi thì chỉ có là gì? Chúng ta bấm xả cái cửa xuống rồi chúng ta thọt tay ra. Thọt tay ra chúng ta mở đó. Hoặc là khi mà chúng ta khóa trẻ em ở nhà là chỉ có người thấy không? Ở bên ngoài mới mở được thôi nha quý anh chị em lưu ý. Thí dụ như bây giờ niềm là tài xế nè, cho dễ hiểu nè, giờ khóa trẻ em rồi thì bây giờ mình xuống, thấy không? Mình xuống mình mở ra, tức nghĩa là chỉ có người bên ngoài mở được thôi chứ người bên trong là không mở được. Còn người bên trong mà muốn mở được thì phải bấm xả cái cửa kính xuống, thọt tay ra mở. Đây là một tính năng cũng rất là an toàn nha. Đó. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thì Niềm sẽ nói về cái chìa khóa thông minh Smart Key điều khiển từ xa. Cốp này thì chúng ta sẽ có cách mở là đá cốp, đá cốp từ rảnh tay, hoặc là chúng ta mở bằng chìa khóa. Nhấp hai cái là sẽ tự mở. Và chiều cao của cái cốp này thì chúng ta có thể là tùy chỉnh ha, tùy chỉnh ở đây là có cái nút đó, ví dụ như mình chỉnh theo cái ý của mình đó, mở cao lên hết cỡ hoặc là mở hé hé thấp thấp xuống gì thì mình gài cái này, mình bấm mình giữ ở bên trong mình nghe cái tiếng báo cái tít là thành công. Cái cốp thì có hai ti đẩy hai bên. Rồi bây giờ mình bấm cái này mình đóng lại cũng được, còn không thì mình chìa khóa mang theo người mình đá cốp. Đá cốp thì chúng ta chỉ cần đưa cái chân vô đá nhẹ là được rồi. Còn có nhiều anh chị em là khi mà đến xem xe đó, đá cốp giống như là múa giỏ vậy ha. Ngồi nè, chơi ghê lắm. Là cái xe nó không có cảm biến được luôn, nó không hiểu luôn. Đó, không biết mở cửa sao luôn. Không, chúng ta chỉ cần đá nhẹ thôi, anh chị em làm ghê lắm, giống như là quýt giỏ gạt giò nhẹ nhàng thôi đó. Đó, nhẹ nhàng không, còn chị anh chị em giống như là gạt giò ta nè, cái xe nó không hiểu gì luôn. Cái xe nó không hiểu luôn, nhẹ nhàng thôi đó. Thấy không? Nhiều anh chị em là khi mà đến xem xe rồi lại thử là đá cốp, nhưng mà quên một điều là để kích hoạt được cái tính năng này thì chìa khóa chúng ta phải mang theo bên người ha, phải mang theo bên người. Chứ nếu như mà chìa khóa mà chúng ta còn ở trong xe thậm chí là xe đang nổ máy luôn mà mình ra đây mình đá cốp cũng không được. Tại vì sao? Nếu mà đá cốp dễ dàng như vậy thì khi mà mình dừng mình đổ xăng ha, hoặc là mình dừng ở chờ đợi ở trong cái vị trí đông nơi đông người, chợ búa rồi đi, hay là ở dọc đường hay là làm gì đó, rồi người ở phía sau này, người ở bên ngoài người ta tới người ta đá cốp, người ta lấy đồ của mình thì sao? Đó, cho nên là quý anh chị em lưu ý, muốn đá được cốp xe thì chìa khóa chúng ta phải mang theo bên người. Rồi sẵn ở vị trí này thì Niềm sẽ nói luôn cái phần ở phía sau, thiết kế phía sau. Camera gear, cụm camera 360 độ ha. Và những cái đèn hậu nè, có những cái gấp khúc đó, những cái khoảng cách cắt. Và cái cụm đèn hậu này thì nhìn rất là thẩm mỹ và rất là sáng nha, rất là sáng luôn, khi mà xe đề nổ lên nhìn rất là đẹp. Chữ L ngược bên cạnh đó là gì? Chữ titanium được ma chrome sáng bóng. Dòng chữ LED cũng vậy luôn, ẩn ở bên trong cái phần lớp kiến trong suốt bảo vệ. Logo Ford được ma chrome gọn nhỏ, nhìn rất là dễ thương nha. Đó. Và phía sau này thì có những cái nút cảm biến
cảm biến để hỗ trợ ve xe, đổ xe rồi đó, hỗ trợ phát hiện ra chướng ngại vật ở phía sau, phương tiện cắt ngang, và hỗ trợ phanh ha, khi lùi xe gặp chướng ngại vật là xe phanh khẩn cấp lên. Nói về kích thước của xe thì chiều dài tổng thể của xe là 4m9 14, chiều ngang chiều rộng là 1m9 23, chiều cao là 1m8 42. Và đối với kích thước của một chiếc xe 7 chỗ như thế này đây thì niềm thấy khá là ok. Nhìn cái xe rất là cơ bắp, cơ bắp to cao khỏe, và cái xác xe là nặng đầm chắc. Xe được sử dụng những cái chất liệu kim loại hợp kim, những cái sắt thép chuyên dùng trong lĩnh vực ô tô, bên ngành ô tô. Và theo như cảm nhận của Điềm thì một cái chiếc xe LS 7 chỗ mà gầm cao như thế này đây, bánh cũng to cao nữa, thì rất là phù hợp đối với địa hình đường xá, cung đường ở tại Việt Nam. Và một điều mà khách hàng cũng như là người tiêu dùng rất thích đó chính là hệ thống treo giảm sốc á. Thì xe LS là phải nói là cực kỳ luôn nha, cực kỳ êm luôn. Chạy khi mà kể cả mình đi ở những cái tốc độ cao, mình qua những cái gờ, những cái ổ gà, hay là những cái đoạn mà sốc ổ voi rồi đó, ha, thì hệ thống treo trước sau luôn, cực kỳ êm nha, cực kỳ êm đó, cực kỳ êm. Tại vì khung gầm chassis là rời nữa thì sẽ cho cái độ rung lắc, cái độ mà dao chấn, dao động nó sẽ êm hơn là đối với cái xe mà khung gầm chassis mà liền. Và ở đây thì xe được trang bị bố trí là những cái nút cảm biến ở phía trước, phía sau, kết hợp với hệ thống radar. Thì giúp cho cái xe là cái tính năng mà ghép song song và ghép vuông góc đó rất là ok, rất là chuẩn luôn. Thậm chí là cái xe mà khi mà đậu á, mình ve mình đậu vô bãi, vô chỗ đậu xe đó, là cái xe nó đậu nó canh nó còn ngay ngắn hơn là mình nữa. Phải nói là những cái công nghệ, những cái trang bị theo xe Ford đã không trang bị thì thôi, mà khi mà xe Ford, đặc biệt là Ford LS, khi mà trang bị là xài là phải được, xài phải chất lượng, chứ không phải là để trang trí đó. Khi mà lắp lên cái món nào, thấy không, tính năng nào, công nghệ nào trên xe Ford LS là lắp lên là phải xài chất lượng, chứ không phải là lắp lên là để trang trí, để giới thiệu cho có đó, để mà dễ bán, để dễ lấy tiền người tiêu dùng, là không phải ha. Đối với xe LS là trang bị là phải xài là phải ngon rồi. Khi mà cái xe được trang bị thêm cái radar cảm biến này nè, thì đồng nghĩa với việc là sẽ có cái tính năng là adaptive control, ga tự động, kiểm soát giám sát tốc độ hành trình, thích ứng thông minh, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi mà gặp chướng ngại vật, hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn đối với cái xe phía trước. Cái xe phía trước mà giảm tốc độ hoặc là phanh thì xe của chúng ta cũng giảm tốc độ, cũng phanh theo luôn, nghĩa là giữ khoảng cách đó khi mà mình cài đặt. Nó có tới bốn cái mức xa gần để chúng ta là cài đặt giữ khoảng cách an toàn đối với cái xe phía trước. Ga tự động thì đương nhiên là quý anh chị em là quá hiểu về cái tính năng này rồi. Ví dụ như mình đi cao tốc hay là mình đi đường trường gì đó, mình cài 120, 180, 190, 170 gì đó, ga tự động thì xe sẽ tự động giữ ga, cài thêm cái tính năng là giữ khoảng cách ở đối với cái xe phía trước nữa, là nó vừa giữ ga mà vừa giữ khoảng cách là chạy thôi, là quá ok rồi. Kết hợp với phần đầu đèn là nguyên cái cổng chào logo Ford được mạ chrome, logo Ford rất là to bản nha, cùng với cụm camera ở phía trước nè, cái lens là có cái tính năng là tự xịt rửa luôn, khi mà bụi sình bùng nổ bám vô đây xe sẽ cảm biến tự xịt rửa, tự vệ sinh luôn đó. Đèn thì đương nhiên là đèn led, mà một điều khách hàng, người tiêu dùng rất là thích trên mẫu xe Ford
2022-2023 đó chính là đèn LED Matrix ma trận, cực kỳ thông minh và tiến bộ ha, cực kỳ luôn. LED ha, LED Matrix ma trận đó. Xe là liếc lé à, có đèn chiếu góc bo cua luôn, tự động điều chỉnh chùm tia sáng, cường độ chiếu sáng, chống chói, chống chói à, đèn LED hình chữ C nữa. Nhìn cái đầu xe thôi là ăn tiền ha, rất là hầm hố và mạnh mẽ, đậm chất Ford mạnh mẽ, nắp capo cũng vậy luôn, gân guốc cơ bắp. Và bên cạnh đó thì phần kính chắn gió phía trước là có cảm biến luôn à, cũng có cảm biến gạt nước mưa ha, gạt nước mưa rồi cũng chống lệch làn rồi luôn à, duy trì tâm làn đường rồi, hỗ trợ những cái tính năng an toàn cho người lái. Đèn tự chiếu sáng luôn nha, tự chiếu sáng luôn, auto tự động. Rồi cụm gương chiếu hậu được mạ chrome sáng bóng, kết hợp với đèn báo rẽ, đèn xi nhan LED luôn, camera 360 độ trong cái hệ thống gương chiếu hậu là có cảnh báo điểm mù luôn. À, đương nhiên là mang cá là biturbo để phân biệt phiên bản một cầu và phiên bản hai cầu. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong nội thất nha. À, thì mình sẽ nói sơ bộ lại nha, tại vì xe thì rất là nhiều những cái công nghệ, những tính năng hỗ trợ cho người lái. Bây giờ mình sẽ nổ máy một cái để cho đủ cái độ sáng nha quý anh chị em. Tay lái trợ lực điện ha, những cái tính năng hỗ trợ người lái thì được bố trí trên cái vô lăng nè, những cái nút chỉnh vật lý trên đây nè ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là chỉnh ở trên màn hình, thao tác trên cái màn hình này tới 12 màn hình cảm ứng TFT, rất là nhiều những cái công nghệ được tích hợp ở trên đây. Đồng hồ cũng vậy luôn, màn hình đồng hồ này cũng 12 inch luôn, đồng hồ là digital, kỹ thuật số hết. Đó. Cam 360. Đó. Rất là nhiều. Ha. Công nghệ quá chừng luôn. Rồi, thêm một cái nữa. Đây. Đó chính là cái kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Không dây hoặc là có dây, có cáp thì mình cắm vô. Sách hướng dẫn. Đó, sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn này thì mình có thể là sử dụng tiếng Việt luôn nha quý anh chị em. Đó, mình cũng có thể là sử dụng tiếng Việt luôn. Anh chị em mà khi mà mua xe thì mình có thể là mình xem cái tính năng này ha. Đó, mình mở cái tính năng là tiếng Việt này lên để mình xem hướng dẫn. Rồi, ngoài ra thì có những chế độ đi đường địa hình, 7 chế độ. À, nhiều anh em thì giới thiệu 6 chế độ nhưng mà niềm thì niềm cho là 7 chế độ lái luôn. Hai cầu biturbo, số tự động 10 cấp. Công nghệ thì quá chừng rồi. Đó. Do là xe mới nha, cho nên là chưa có BDI. BDI tức nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà xe mà chốt, có khách chốt rồi đó, thì bên bộ phận hỗ trợ, bên bộ phận kỹ thuật á, là mới BDI là kiểm tra kỹ thuật xe. Bên cạnh đó là mở những cái tính năng ẩn. Những cái tính năng ẩn là những cái tính năng mà để cho bảo đảm an toàn kỹ thuật, cũng như là tiết kiệm nguồn năng lượng, nguồn pin á, thấy không? Tiết kiệm cái pin á. Thì một vài cái tính năng ẩn trên xe sẽ chưa có được mở. Lý do là đôi khi là cái xe mới nhập khẩu từ bên Thái Lan về á, là đôi khi là về đậu trong kho bãi 5 ngày, 10 ngày hay là 15 ngày gì đó. Thì nếu như mà những cái tính năng đó mà mình mở hết thì nó sẽ làm cho hao bình. Đó. Cho nên là khi mà xe mới chưa có BDI thì một vài cái tính năng sẽ chưa có được kích hoạt để tiết kiệm cái nguồn điện cho xe. Rồi, mình sẽ tắt. Phanh tay điện tử nè, rồi đổ xe rồi nè, chế độ lái rồi nè, rồi gài cầu rồi nè,
không? Đi hai cầu nhanh, hai cầu chậm rồi các kiểu luôn. Đó, số điện tử cần số nè. Đó. Gương chiếu hậu bên trong xe thì chống chói rồi luôn. Ha. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama rồi các kiểu. Rồi, ghế, ghế da, thấy không? Ghế là full da. Và xe thì nội thất chúng ta có thể là chọn màu đen hoặc là màu nâu hạt chẻ. Đó, màu nâu hạt chẻ thì sẽ mắc hơn 7 triệu ha. Nếu như mà quý anh chị em mà chọn màu nâu hạt chẻ thì cộng thêm 7 triệu. Đó. Rồi bây giờ thì Niềm sẽ ra luôn cái hàng ghế thứ hai mình ngồi một cái, tại vì cũng có nhiều anh em là thắc mắc cái hàng ghế thứ hai rồi cái hàng ghế thứ ba. Không, hàng ghế đầu, hàng ghế thứ hai thì ok rồi, ngồi là ok. Hàng ghế thứ hai thì ở ngay cái vị trí là cái yên ngựa ở phía sau, mặt sau là có luôn những cái cổng sạc. Đó, cổng sạc USB. Đó. Và bên cạnh đó là có cái cửa sổ chúng ta là chỉnh gió nha. Đó, chỉnh gió. Có nhiều cái cổng sạc lấy nguồn. Đó. Có cái nút chúng ta chỉnh gió điều hòa ở phía sau. Rồi. Quên nữa, cái xe của chúng ta là có là sạc điện thoại cảm ứng không dây luôn nha. Cũng khá là tiện lợi ha. Rồi bây giờ điều quan trọng nè, Niềm sẽ ra cái băng ghế thứ ba nè, Niềm ngồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở luôn cửa phía sau cho đủ độ sáng. Cho đủ độ sáng. Rồi bây giờ Niềm sẽ đóng vai khách hàng nha. À, người tiêu dùng á, mình sẽ bước lên ha, bước lên mình ngồi ở cái hàng ghế thứ ba, coi như là muốn di chuyển qua hàng ghế thứ ba thì chúng ta sẽ cho trượt cái băng ghế thứ hai về phía trước tí xíu. Rồi, ở vị trí này nó sẽ có cái khoảng trống, rồi chúng ta bước lên ha. Đó, nếu như mà quý anh chị em mà không biết cái thế này á, thì mình leo ra leo vô thì cảm thấy nó khó khăn, nhưng mà khi mà chúng ta biết cái thế, cái cách leo rồi thì nó cũng đơn giản thôi ha. À, ví dụ như giờ bước ra thì bình thường thôi đó, đấy bước đây đó, dính đây, dính đây rồi đó. Cái cách bước vô cũng vậy luôn ha, mình bước cái chân lên đây, hoặc là gì mình đi lùi gì thì nó kỳ quá ha, đi lùi gì thì nó kỳ quá. Đó. Tốt nhất là chúng ta bước chân trái lên ha, cái hướng hướng người úp vô trong, bước chân trái lên, rồi sau đó tay nắm nè, tay trái nè nắm ở đây, rồi vịn đây luôn cũng được ha, vịn bất kỳ ở đâu chúng ta vịn được, hoặc là không vịn luôn cũng được nè, như Niềm là không cần phải vịn tay phải nè, rồi bước chân phải lên bỏ vô trong, rồi hạ người xuống ha. Quá đơn giản và dễ dàng. Đó. Và cũng có những ý kiến là cái băng ghế ở phía sau băng ghế thứ ba này là nó hơi chật hay là gì đó, thì giờ thì Niềm cũng xin chia sẻ thẳng luôn nha. Cảm nhận của Niềm, nếu như ngồi ở băng ghế thứ ba mà đoạn đường di chuyển từ Sài Gòn mà về tới Cà Mau đi, thì có ngồi như Niềm đi, có ngồi có thấy ok hay không nè. Đó thì Niềm nói thẳng luôn nè, là ok được ha. Còn nếu như mà quý anh chị trường hợp mà đi 7 người luôn nha, cho đủ 7 người trên xe luôn đó, thì cảm nhận của Niềm là ok, ngồi được nha, không vấn đề gì hết đó. Còn nếu như mà có trẻ em thấy không, 10 tuổi 12 13 tuổi vậy, đương nhiên là Niềm sẽ cho ngồi phía sau đó. Mình phải tập cho con em con cháu của mình nó như vậy, chứ không thể nào mà để cho nó ngồi phía trước. Có trẻ em là cứ việc đưa phía sau cho nó tập, cho nó ngồi đó ha. Cảm nhận của Niềm là ok rồi. Nếu như mà đi đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Cà Mau, hoặc là từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi Lâm Đồng Đà Lạt rồi chúng ta chơi, thì Niềm ngồi là ok nha, không vấn đề gì hết. Còn anh chị em mà còn than phiền rồi phải ngã cái ghế ra nữa, phải rộng ra nữa, thì đương nhiên là cái xe nó sẽ dài ra nữa, xe nó sẽ thiết kế dài ra thêm một khúc nữa đó, tại vì ở phía sau là còn liên quan đến là cái cốp để đồ nữa, mà
một chiếc xe 7 chỗ thì như Ford Everest như thế này đây thì cái góc đánh lái cũng khá là lớn rồi, do là xe cũng cao to ha. Nhưng mà khi quý anh chị em mà sử dụng quen rồi mình thấy cũng bình thường thôi. Còn mà anh chị em mà còn đòi cho cái ở phía sau này, cái băng này nó còn phải ngã ra để ngã lưng rồi, giống như hàng ghế thứ hai nữa thì đương nhiên lái xe sẽ dài ra nữa. Đó. Mà đối với cá nhân niềm đi thì cái băng ghế ở phía sau này như vậy nó quá đủ rồi, mà không hiểu sao anh em lại là còn muốn đòi nữa, không sung sướng quá không được, không niềm thấy vậy là được rồi, đừng có sung sướng quá anh chị em ơi, còn đòi cho rộng ra nữa. Bốn nhân bốn hai cầu. Đối với phiên bản titanium cao cấp 2 cầu thì động cơ là 2.0 lít và trang bị là biturbo, là có đến 2 turbo cho công suất cực đại là tới là 210 mã lực, mô men xoắn cực đại là tới 500 newton trên mét. Máy là cực kỳ khỏe luôn. Và máy là xe là sử dụng nhiên liệu diesel nha. Diesel đối với công nghệ Ford, đối với thiết kế máy của Ford thì quý anh chị em là an tâm, độ bền khỏe. Bên cạnh đó là gì, xe là cách âm tốt đó, cách âm cực kỳ tốt luôn. Tại vì sao? Tại vì sao là xe Ford Everest là không chỉ riêng gì niềm nữa mà nhiều khách hàng cũng đã đánh giá rồi, cách âm tốt đây, nhờ Caramel là quay cận lại giùm ha. Là cái thiết kế của cái xe nó rất là dày nha, những cái cửa nè, những cái cửa, nói chung là cái thành nó, cái dách đó rất là dày, cho nên là xe là cách âm tốt. À, cộng với gì khi mà thiết kế dày như vậy thì những cái trang bị theo xe có vẻ là nó chắc chắn, nó mạnh mẽ, nó cứng cáp, thì xe đi nó sẽ tốt hơn ha. Bên cạnh đó là xe là trang bị là tới 7 túi khí, phải nói là cực kỳ an toàn luôn, đi xe Ford Everest đó. Dày, những cái đường gân nổi rồi đó. Khí đồng học, cách âm cực kỳ tốt luôn. Máy dầu nhưng mà chạy rất là êm, rất là bốc, rất là dọc luôn, cách âm cực kỳ tốt luôn. Biturbo, những cái xe mà đương nhiên là khi mà thiết kế những cái dách, những cái thành dày chắc chắn là cách âm tốt, còn xe mà thiết kế mỏng đương nhiên là sẽ ồn, tại vì giá thành rẻ. Nói tóm lại là tiền nào của nào, không thể nào mà cái xe mà giá rẻ quá hay gì đó mà lại tốt được. Đương nhiên là cái xe thiết kế tốt, chất lượng thì không thể nào giá rẻ, mà cái giá phải hợp lý đó. Giữa cái giá hợp lý và giá mắc là nó khác nhau nha quý anh chị em ha. Công nghệ quá chừng, chất lượng, mẫu mã thiết kế Ford Everest 7 chỗ mãi đỉnh. Đây là cái chiếc hôm rồi là niềm quay nè, chiếc một cầu titanium nè đó, một cầu màu đen nội đất. Nó không rẻ thì xe này đã ra số tại Trà Vinh, do là xe mới ra số, mới chạy về cho nên là trời mưa cũng dính bùn xìn cát đá tí xíu đó. Thì đợi hết mưa thì mình sẽ gửi xe này và đợi ngân hàng băng giải ngân thì khách tới nhận xe thôi đó. Thì còn con này màu đỏ cam, xe sẵn có thể là giao ngay cho quý anh chị em luôn. Quý anh chị em mà quan tâm muốn sở hữu thì cứ việc alo cho niềm, số điện thoại là 0901 114 113. Hôm nay thì niềm xin có đôi lời cũng như là giới thiệu ôn lại mẫu xe Ford Everest Titanium 2023. Xin được trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý anh chị em vào những video clip tiếp theo.